Nè, tôi bực mình quá, ra tôi phải lên sóng đây. Hôm nay chắc quý vị ngày hôm qua tới giờ quý vị cũng nghe tin rồi phải không? Là mà cái ông nhà tôi nó cứ cãi tôi hoài à. Tôi nói là mà khi mà mình trúng số là luật tiểu bang là họ chỉ đòi hỏi mình cái tên thôi, chứ không có tuổi mà không có địa chỉ không có gì hết á. Thông nó cứ cãi tôi à, không phải thầy ơi, trúng số là mình phải đưa tên đưa tuổi rồi phải cho địa chỉ rồi này kia nữa rồi là bắt đầu là đài truyền hình này kia kia nọ. Tôi nói vậy chết rồi làm sao, thành ra nó nói bữa nay là phải chạy đi trốn, nó đưa tôi đi trốn ở dưới như này nè các bạn ơi. Trúng số độc đắc mà khổ lắm đi, chưa có dám không câu như là công bố với ai hết á. Cho nên hiện tại giờ mặc dù là sổ số là 1.92 tỷ rồi mà không có biết ai trúng, không? Mà tôi là bây giờ cũng không biết, bắt tôi phải đi chạy trốn ở trong rừng rậm mà như thế này bà con thì khổ ghê á, làm thân trúng số nó khổ lắm. Mà tôi nói không sao đâu, ở tiểu bang này là trúng số là chỉ cho biết tên thôi, mà mình là mít. Ví dụ như mình nói là Joseph Hòa thì biết bao nhiêu người Joseph Hòa, sợ gì không biết nữa. Vậy mà cũng phải rinh tôi, trời ơi thật khổ đi, đường xá xa xôi mà đi xuống đây cái nhà nó rộng thênh thang thời thần đất lỡ luôn, chỉ có 8 gia đình ở mà ở không hết luôn á. Trời đất ơi, nhà gì mà nó rộng dữ vậy, ở chung quanh đây là nước nôi, lỡ mình từ giờ tôi trúng số mà lỡ tôi té nước thì sao vậy trời, bởi vì không hiểu luôn á, nhà gì mà rộng rãi quá. Đây mà tôi nói vậy cho bà con ha, đó mấy đứa kêu tôi là sáu nổ kìa, tôi đâu có nổ đâu, tôi trúng số thì tôi nói tôi trúng số chứ tôi sợ ai, vậy mà tụi nó giấu. Rồi chuyện này vui lắm nha, một ngày vài ngày nữa tôi kể vô cho bà con nghe nha. Ok, giờ ráng theo dõi đi, tôi kể cho nghe vui lắm. Bây giờ tới tung hết rồi, cái nàng nhạc bạn đây các bạn, nơi rừng sâu qua núi chèo theo gió hút và đều theo hút gió mà nở lòng nào cũng ăn kiểu này, không có gì ăn hết à. Đó, có gì ăn hết á, mà nó nói với tôi là không có gì ăn hết á, tôi trúng số mà nở lòng nào phải cho tôi ăn nè. Đó thật rồi lá lốt rồi đây rồi cái gì đó, mắm đây kìa, mắm rồi ăn mắm nêm rồi lá lốt cuốn mắm cuốn rán cắm mắm nêm. Rau lá mơ, lá mơ đâu má húng lũi nhà trồng sau nhà đi. Rồi là bây giờ chưa ai biết tôi trúng số, còn nó giấu ở trong này luôn mà chưa kịp lãnh tiền á, là nó chở nó giấu mất tiêu trong này rồi. Đây, mời quý vị cùng chúng tôi ăn tối, bữa này bữa ăn tối xưa xa thôi. Bởi vì còn một số mấy đứa ngày mai mới tới, bữa nay giờ này là nó chưa tới. Rồi, mời quý vị. Ngắm ngắm mưa, nhìn ra nước hoàng cờ hồ, ở ngoài trời cũng như vậy sáng.